Xin chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với video của cô. Trong video này, cô sẽ hướng dẫn các em giải thực hành 6, nằm mẫu trang 13, sách toán lớp 10 tập 1, bộ sách Chân trời sáng tạo. Thực hành 6, xét hai mệnh đề. Mệnh đề P, tứ giác ABCD là hình vuông. Mệnh đề Q, tứ giác ABCD là hình chữ nhật, có hai đường chéo vuông góc với nhau. Thì trong bài thực hành 6 này có hai câu, câu A và câu B. Giờ chúng ta sẽ lần lượt xét từng câu ha. Thứ nhất là câu A, phát biểu mệnh đề PCQ và mệnh đề đảo của nó. Vậy ở câu A thì đầu tiên mình sẽ phát biểu lại mệnh đề có dạng là PCQ. Thì theo khái niệm, mệnh đề PCQ được phát biểu dưới dạng là nếu P thì Q. Chúng ta có thể bắt đầu giải nha. Mệnh đề PCQ, nếu tứ giác ABCD là hình vuông thì tứ giác ABCD là hình chủ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau. Vì ở phần này chúng ta chỉ cần ghép lại nếu về mệnh đề P thì rồi mình ghi cái nội dung của mệnh đề Q lại. Lúc này mình sẽ có là mệnh đề PCQ. Ý tiếp theo, mệnh đề đảo của nó. Thì mệnh đề QCP được gọi là mệnh đề đảo của mệnh đề PCQ. Tức là mình sẽ phát biểu nó dưới dạng là nếu tứ giác ABCD là hình chủ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau thì tứ giác ABCD là hình vuông. Tiếp theo, câu B, hai mệnh đề P và Q có tương đương không? Vậy như thế nào là hai mệnh đề tương đương? Nếu cả hai mệnh đề PCQ và QCP đều đúng thì ta nói P và Q là hai mệnh đề tương đương. Vậy ở đây chúng ta sẽ cần xét hai ý. Ý thứ nhất là mình sẽ xét mệnh đề PCQ. Nếu tứ giác ABCD là hình vuông thì tứ giác ABCD là hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau. Ta thấy là mệnh đề này là đúng. Tương tự mệnh đề QCP, nếu tứ giác ABCD là hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau thì tứ giác ABCD là hình vuông. Đây cũng là một mệnh đề đúng. Vì ta thấy rằng PCQ và QCP đều đúng, cho nên P và Q là hai mệnh đề tương đương. Ý tiếp theo, nếu có, sử dụng thuật ngữ điều kiện cần và đủ hoặc khi và chỉ khi để phát biểu định lý P tương đương với Q theo hai cách khác nhau. Đây, tứ giác ABCD là hình vuông là điều kiện cần và đủ để tứ giác ABCD là hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau. Hoặc là tứ giác ABCD là hình vuông khi và chỉ khi tứ giác ABCD là hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau. Trên đây cô vừa hướng dẫn các em giải thực hành 6 nằm ở trang 13, sách toán lớp 10 tập 1, bộ sách Chân trời sáng tạo. Chúc các em giải thật tốt cái thực hành này. Nếu thấy hay có thể like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Mọi ý kiến thắc mắc hoặc cần hướng dẫn bài tập nào, các em có thể để lại dưới phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo.